cách thay đổi nền cho bài giảng Eduline. Trên nền tảng Eduline, để thực hiện thay đổi hình nền cho bài giảng, sẽ có hai định dạng là hình nền màu và hình nền hình ảnh. Thực hiện theo hướng dẫn sau để thay đổi nền. Hình nền màu là các màu đơn sắc và bạn có thể dễ dàng tùy biến. Đầu tiên, từ thanh công cụ bên trái, hãy nhấp vào thẻ nền. Sau đó, chọn trực tiếp vào các ô màu được Eduline gợi ý. Hoặc bấm vào nút chọn màu từ bảng màu. Cuối cùng, chọn trực tiếp vào mã màu hoặc chọn từ bảng màu có sẵn để cài đặt. Hình nền hình ảnh là kho hình nền mẫu được thiết kế chuyên nghiệp dành cho bạn sử dụng. Đầu tiên, từ bảng công cụ bên trái, hãy nhấp vào thẻ nền. Sau đó, chọn vào mục Eduline để nhận các gợi ý từ kho hình nền của hệ thống. Tiếp theo, để tìm các hình nền cụ thể phù hợp với nhu cầu sử dụng, bạn hãy nhập từ khóa trên thanh tìm kiếm hoặc nhấp vào đề xuất bộ lọc bên dưới thanh tìm kiếm để tìm kiếm theo chủ đề và thể loại. Bạn cũng có thể tải ảnh từ máy tính của mình bằng cách chọn vào tab tải lên trong thẻ nền, rồi chọn vào ảnh muốn làm nền. Hình nền khi chọn sẽ khớp với thiết kế và bạn không cần phải thực hiện thêm thao tác kéo giãn, chỉnh sửa nào cả. Tạo hộp văn bản cho bài giảng trên nền tảng Eduline. Để thêm văn bản vào thiết kế, bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên, từ bảng công cụ bên trái, hãy nhấp vào thẻ văn bản. Nếu tỷ chọn không có ở đó, hãy chọn vào thẻ thêm và mở công cụ văn bản. Sau đó, nhấp vào tùy chọn để thêm văn bản cơ bản. Cuối cùng, nhập nội dung văn bản của bạn vào ô nhập trên giao diện thiết kế. Để thêm văn bản có công thức toán vào thiết kế, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau. Đầu tiên, từ bảng công cụ bên trái, hãy nhấp vào thẻ văn bản. Sau đó, từ mục văn bản cơ bản, bạn hãy chọn vào văn bản Text Mask. Tiếp tục, nhấp chọn vào hộp văn bản, rồi từ thanh công cụ văn bản xuất hiện ở bên trên, bạn hãy chọn vào nút mũi tên mở rộng phía bên phải ngoài cùng. Cuối cùng, từ bảng tùy chỉnh mở rộng, bạn kéo xuống và chọn nút thêm công thức toán để nhập. Có thể chọn từ các công thức mẫu trên bảng hoặc tự tay nhập với ngôn ngữ LaTeX. Để sửa nội dung văn bản, bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên, chọn vào một hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, kích đúp vào hộp văn bản và sửa nội dung văn bản. Cuối cùng, sau khi đã sửa xong nội dung, thì bạn hãy bấm chuột ra ngoài để kết thúc việc chỉnh sửa. Để nhân bản hộp thoại văn bản, bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên, nhấp chọn vào hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ văn bản xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút nhân bản đối tượng. Sau khi nhân bản, thì hệ thống sẽ tạo ra một hộp văn bản mới giống hoàn toàn với bản gốc. Xóa hộp văn bản. Để xóa hộp văn bản, bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên, nhấp chọn vào hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ văn bản xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút xóa. Giờ bạn đã quen thao tác với các hộp văn bản, hãy tiếp tục tìm hiểu và cách cài đặt định dạng cho hộp văn bản. Cài đặt định dạng văn bản trên nền tảng Eduline. Phông chữ. Đầu tiên, nhấp chọn vào hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ văn bản xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào ô phông chữ. Từ danh sách phông chữ thả xuống, bạn hãy chọn hoặc tìm kiếm phông chữ mà bạn muốn dùng. Bạn có thể tự quản lý danh sách phông chữ của riêng bản thân ngoài những phông chữ mặc định. Cỡ chữ. Đầu tiên, nhấp chọn vào hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ văn bản xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút cỡ chữ. Sử dụng nút cộng hoặc trừ để tăng giảm cỡ chữ. Tạo phong cách cho văn bản. Đầu tiên, nhấp chọn vào hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ văn bản xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào các phong cách văn bản. Bôi đậm, in nghiêng, gạch chân, gạch ngang. Màu nền hộp văn bản. Đầu tiên, nhấp chọn vào hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ văn bản xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút cài đặt màu nền văn bản. Cuối cùng, nhập trực tiếp mã màu hoặc chọn từ bảng màu có sẵn để cài đặt.
màu văn bản. Đầu tiên, nhấp chọn vào hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ văn bản xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút cài đặt màu văn bản. Cuối cùng, nhập trực tiếp mã màu hoặc chọn từ bảng màu có sẵn để cài đặt. Căn lề ngang. Đầu tiên, nhấp chọn vào hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ văn bản xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút căn lề ngang. Cuối cùng, chọn một trong bốn lựa chọn căn lề ngang văn bản. Căn lề dọc. Đầu tiên, nhấp chọn vào hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ văn bản xuất hiện phía trên, bạn hãy chọn vào nút căn lề dọc. Cuối cùng, chọn một trong ba lựa chọn căn lề dọc văn bản. Kiểu gạch đầu dòng. Đầu tiên, nhấp chọn vào hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ văn bản xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn và tùy chọn kiểu gạch đầu dòng. Chiều cao dòng. Đầu tiên, nhấp chọn vào hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ văn bản xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn và tùy chọn chiều cao dòng. Cuối cùng, chọn một trong bốn lựa chọn cho chiều cao của dòng văn bản. Độ trong suốt. Đầu tiên, nhấp chọn vào hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt độ trong suốt. Cuối cùng, chọn một trong các giá trị có sẵn từ 0.1 đến 1. Sao chép thuộc tính. Sử dụng để sao chép thuộc tính cho một hộp văn bản này cho một hoặc nhiều văn bản khác. Đầu tiên, nhấp chọn vào hộp văn bản gốc một sao chép đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt sao chép thuộc tính với các lựa chọn kích thước, vị trí, màu nền, màu chữ, màu đường viền, màu phông chữ hoặc tất cả các thuộc tính. Tiếp tục, nhấp chọn vào hộp văn bản sao chép thuộc tính từ hộp văn bản gốc đã được tạo trên giao diện thiết kế. Từ thanh công cụ văn bản xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt dán thuộc tính để dán thuộc tính mà bạn vừa sao chép, tạo đối tượng hình khối cho bài giảng trên Eduline. Để thêm hình khối vào thiết kế, bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên, từ bảng công cụ bên trái, hãy nhấp vào thẻ hình khối. Nếu tùy chọn không có ở đó, hãy chọn vào thẻ thêm và mở công cụ hình khối. Sau đó, nhấp vào hình dạng bạn muốn để thêm hình khối phù hợp với nhu cầu. Sau khi bạn thêm hình khối vào thiết kế, thì bạn có thể đổi màu, thêm văn bản vào hình khối, thêm công thức toán vào hình khối. Để thêm hình khối có công thức toán vào thiết kế, bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên, từ bảng công cụ bên trái, hãy nhấp vào thẻ hình khối. Sau đó, từ thư mục hình khối, bạn hãy chọn vào văn bản hình khối có gắn thẻ mask. Tiếp tục, nhấp chọn vào hình khối. Rồi từ thanh công cụ khối xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút thêm công thức toán hoặc bấm vào nút mũi tên mở rộng phía bên phải ngoài cùng. Cuối cùng, bạn có thể chọn từ các công thức mẫu trên bảng hoặc nhập tay với ngôn ngữ LaTeX. Để thay đổi màu sắc hình khối đã tạo, bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên, nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ xuất hiện phía trên, bạn hãy chọn vào nút cài đặt màu nền. Cuối cùng, nhập trực tiếp mã màu hoặc chọn từ bảng màu có sẵn để cài đặt. Để thay đổi màu sắc đường viền hình khối đã tạo, bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên, nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ xuất hiện phía trên, bạn hãy chọn vào nút cài đặt màu đường viền. Cuối cùng, nhập trực tiếp mã màu hoặc chọn từ bảng màu có sẵn để cài đặt. Để thay đổi kiểu đường viền của hình khối đã tạo, bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên, nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút mũi tên mở rộng phía bên phải ngoài cùng. Tiếp tục, từ bảng tùy chỉnh mở rộng, bạn hãy chọn phong cách đường viền phù hợp với nhu cầu sử dụng. Để thêm văn bản trên hình khối đã tạo, bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên, nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, nhấp đuốc vào giữa hình khối. Nhập nội dung văn bản của bạn vào hình khối. Để cài đặt định dạng cho văn bản, thì bạn hãy bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt. Để nhân bản hình khối đã tạo, bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên, chọn vào một hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút Nhân bản đối tượng. Sau khi nhân bản,
thì hệ thống sẽ tạo ra một hình khối mới giống hoàn toàn với bản gốc. Để xóa hình khối, bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên, nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút xóa. Giờ bạn đã quen thao tác với các hộp văn bản. Hãy tiếp tục tìm hiểu về cách cài đặt định dạng cho hộp văn bản. Cài đặt cho đối tượng hình khối trên Eduline. Đầu tiên, nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào ô phông chữ. Cuối cùng, từ danh sách phông chữ thả xuống, bạn hãy chọn hoặc tìm kiếm phông chữ mà bạn dùng. Bạn có thể tự quản lý danh sách phông chữ của riêng bản thân, ngoài những phông chữ mặc định. Cỡ chữ. Đầu tiên, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút cỡ chữ. Sử dụng nút cộng hoặc trừ để tăng giảm cỡ chữ. Tạo phong cách cho hình khối. Đầu tiên, nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ hình khối xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào các phong cách văn bản, hơi đậm, in nghiêng, gạch chân, gạch ngang, màu nền hình khối. Đầu tiên, nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút cài đặt màu nền hình khối. Cuối cùng, nhập trực tiếp mã màu hoặc chọn từ bảng màu có sẵn để cài đặt. Màu chữ của hình khối. Đầu tiên, nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút cài đặt. Cuối cùng, nhập trực tiếp mã màu hoặc chọn từ bảng màu có sẵn để cài đặt. Căn lề ngang. Đầu tiên, nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút căn lề ngang. Cuối cùng, chọn một trong bốn lựa chọn căn lề ngang văn bản. Căn lề dọc. Đầu tiên, nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ văn bản xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút căn lề dọc. Cuối cùng, chọn một trong ba lựa chọn căn lề dọc văn bản. Kiểu gạch đầu dòng. Đầu tiên, nhấp chọn vào hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào tùy chọn kiểu gạch đầu dòng. Cuối cùng, chọn một trong ba lựa chọn gạch đầu dòng. Chiều cao dòng. Đầu tiên, nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào tùy chọn chiều cao dòng. Cuối cùng, chọn một trong bốn lựa chọn cho chiều cao của dòng văn bản. Độ trong suốt. Đầu tiên, nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ chỉnh sửa xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào ô cài đặt trong suốt, chọn một trong các giá trị có sẵn từ 0.1 đến 1. Sử dụng để làm mờ ảnh và nhìn xuyên qua được ảnh, độ trong suốt sẽ tùy theo mức độ bạn cài đặt, càng nhỏ thì ảnh sẽ càng mờ. Sao chép thuộc tính. Sử dụng để sao chép thuộc tính của một hình khối này cho một hoặc nhiều hình khối khác. Đầu tiên, nhấp chọn vào hình khối gốc muốn sao chép đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt sao chép thuộc tính với các lựa chọn kích thước, vị trí, màu nền, màu chữ, màu đường viền, phông chữ hoặc tất cả thuộc tính. Tiếp tục, nhấp chọn vào hình khối cần sao chép thuộc tính từ hình khối gốc đã được tạo trên giao diện thiết kế. Cuối cùng, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt dán thuộc tính để dán những thuộc tính mà bạn vừa sao chép. Tạo đối tượng hình vẽ cơ bản cho bài giảng trên Eduline. Đầu tiên, từ bảng công cụ bên trái, hãy nhấp vào thẻ vẽ. Nếu tùy chọn không có ở đó, hãy nhấp vào thẻ thêm và mở công cụ vẽ. Sau đó, từ các tùy chọn, bạn hãy bấm vào bút vẽ dạng đường để thêm hình vẽ phù hợp với nhu cầu. Tiếp tục, vẽ trực tiếp lên phần thiết kế. Cuối cùng, chọn nút dừng khi đã vẽ xong. Sau khi thêm hình vẽ dạng đường vào thiết kế, thì bạn có thể đổi màu đường vẽ, thay đổi kiểu đường vẽ, đường đứt, đường liền, chấm đứt, vân vân. Để thay đổi kiểu đường viền của hình vẽ đã tạo, bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên, nhấp chọn vào hình vẽ đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên,
bạn hãy chọn vào nút mũi tên mở rộng phía bên phải ngoài cùng. Tiếp tục, từ bảng tùy chỉnh mở rộng, bạn hãy chọn phong cách đường viền phù hợp với nhu cầu sử dụng. Để thêm văn bản trên hình vẽ dạng hình khối đã tạo, bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên, nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, nhấp đuốc vào giữa hình vẽ. Cuối cùng, nhập nội dung văn bản của bạn vào hình vẽ. Để sửa văn bản trên hình vẽ dạng hình khối đã tạo, bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên, chọn một hình vẽ đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, nhấp đuốc vào hình vẽ và sửa nội dung văn bản. Cuối cùng, sau khi đã sửa xong nội dung, thì bạn hãy bấm chuột ra ngoài để kết thúc việc chỉnh sửa. Để nhân bản hình vẽ đã tạo, bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên, chọn vào một hình vẽ đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút nhân bản đối tượng. Sau khi nhân bản, thì hệ thống sẽ tạo ra một hình vẽ mới giống hoàn toàn với bản gốc. Để xóa hình vẽ, bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên, nhấp chọn vào hình vẽ đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút xóa. Hành động này không thể hoàn tác, bạn hãy cân nhắc kỹ trước khi thao tác. Tạo đối tượng hình vẽ nâng cao cho bài giảng trên EduLine. Thanh trượt. Để vẽ thanh trượt, bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên, chọn công cụ vẽ thanh trượt. Sau đó, chấm các điểm liên tiếp trên slide để tạo thành đường vẽ. Cuối cùng, chọn nút dừng vẽ khi đã vẽ xong. Đặc biệt, khi ấn và giữ đồng thời di chuột, sẽ vẽ được các nét cong. Mẹo nhỏ, để vẽ được thanh trượt đẹp, bạn cần vẽ nhiều lần hoặc vẽ theo mẫu. Thanh trượt là một công cụ vẽ nâng cao, với tính năng cho phép tương tác kéo theo đường đã vẽ sẵn khi xem trước, thường được sử dụng để tạo các nét vẽ số, chữ cái. Đường dẫn. Để vẽ đường dẫn, bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên, từ thanh công cụ vẽ đường dẫn. Sau đó, chấm các điểm liên tiếp trên slide để tạo thành đường vẽ. Cuối cùng, chọn nút dừng vẽ khi đã vẽ xong. Đặc biệt, khi ấn và giữ đồng thời di chuột, sẽ vẽ được các nét cong. Đường dẫn là một công cụ vẽ nâng cao, tạo ra các hướng, đường di chuyển cho các đối tượng trên slide, sẽ được áp dụng trong bảng hoạt động. Quỹ đạo. Để vẽ quỹ đạo, bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên, chọn công cụ vẽ quỹ đạo. Sau đó, chấm một điểm làm quỹ đạo, rồi di chuyển chuột để chọn bán kính phù hợp. Quỹ đạo là một công cụ vẽ nâng cao, tạo ra các đường quỹ đạo kín như quỹ đạo hình tròn, quỹ đạo hình ellipse. Có thể cài đặt đối tượng trên slide di chuyển trên quỹ đạo. Điểm neo. Để vẽ điểm neo, bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên, chọn công cụ vẽ điểm neo. Sau đó, điểm neo sẽ hiện ra ở giữa slide. Ấn vào điểm neo thì bạn có thể phân nhóm điểm neo, thêm điểm neo, đổi tên điểm neo và xóa điểm neo. Điểm neo là một công cụ vẽ nâng cao nhằm đánh dấu các vị trí trên slide để khi trong bảng hoạt động, bạn có thể tạo tương tác cho đối tượng di chuyển đến vị trí đó. Vẽ vùng. Để vẽ vùng, bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên, chọn công cụ vẽ vùng. Sau đó, chấm các điểm liên tiếp trên slide để tạo thành vùng tương tác. Vùng đang vẽ sẽ không hiện ra khi bạn chọn xem trước. Vẽ vùng là một công cụ vẽ nâng cao nhằm tạo vùng tương tác cho các đối tượng trên slide. Tạo đối tượng hình ảnh cho bài giảng trên EduLine. Để thêm hình ảnh từ kho mẫu vào thiết kế, bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên, từ bảng công cụ bên trái, hãy nhấp vào thẻ hình ảnh. Nếu tùy chọn không có ở đó, hãy chọn vào thẻ thêm và mở công cụ hình ảnh. Sau đó, chọn vào mục EduLine để nhận các gợi ý từ kho hình ảnh của hệ thống. Chọn hình ảnh từ các gợi ý của hệ thống cho bạn nếu những ảnh đó phù hợp. Tiếp theo, để tìm hình ảnh cụ thể với nhu cầu sử dụng, bạn hãy nhập từ khóa trên thanh tìm kiếm hoặc nhấp vào đề xuất bộ lọc bên dưới thanh tìm kiếm để tìm theo chủ đề và thể loại. Cuối cùng, để thêm hình ảnh vào thiết kế, bạn hãy nhấp vào hình ảnh đó. Để thêm hình ảnh từ Google vào thiết kế, bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên, từ thanh công cụ bên trái, hãy nhấp vào thẻ hình ảnh. Sau đó, chọn vào mục Google để bắt đầu tìm kiếm hình ảnh. Tiếp tục, để tìm các hình ảnh phù hợp với nhu cầu sử dụng,
Bạn nhập từ khóa trên thanh tìm kiếm để tìm hình ảnh phù hợp với nhu cầu sử dụng. Cuối cùng, để thêm hình ảnh vào thiết kế, hãy nhấp vào hình ảnh đó. Để tải ảnh lên từ máy tính cá nhân, bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên, từ thanh công cụ bên trái, hãy nhấp vào thẻ tải lên. Sau đó, bạn hãy chọn vào mục hình ảnh. Tiếp tục bấm chọn vào nút tải lên. Cuối cùng, chọn những hình ảnh bạn muốn sử dụng từ máy tính của bạn. Hình ảnh khi tải lên sẽ tự động được đưa vào giao diện thiết kế. Để nhân bản hình ảnh trên thiết kế, bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên, chọn vào một hình ảnh có trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút nhân bản đối tượng. Sau khi nhân bản, thì hệ thống sẽ tạo ra một hình ảnh mới giống hoàn toàn với bản gốc. Để xóa hình ảnh, bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên, nhấp chọn vào hình ảnh đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút xóa. Hành động này không thể hoàn tác, bạn hãy cân nhắc kỹ trước khi thao tác. Cài đặt định dạng hình ảnh trên EduLine. Thay đổi hình ảnh. Đầu tiên, nhấp chọn vào hình ảnh đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ chỉnh sửa xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt thay đổi ảnh. Cuối cùng, chọn một trong hai lựa chọn là tải ảnh lên từ máy tính cá nhân hoặc thư viện hình ảnh của EduLine. Trong trường hợp ảnh tải lên trước đó của bạn bị lỗi hoặc bạn không ưng ý và muốn chỉnh sửa thay thế ảnh mới, bạn muốn giữ nguyên vị trí kích thước của ảnh mới giống ảnh cũ khi tải lên, thì bạn hãy sử dụng chức năng thay đổi ảnh. Đặt kích thước. Đầu tiên, nhấp chọn vào hình ảnh đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ chỉnh sửa xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt kích thước. Cuối cùng, chọn một trong ba lựa chọn. Trong trường hợp bạn căn chỉnh ảnh để có thể vừa vặn với slide, nhưng không thể căn chỉnh khớp hoàn toàn, thì bạn có thể dùng cài đặt này để đặt căn chỉnh tự động. Độ trong suốt. Đầu tiên, nhấp chuột vào hình ảnh đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ chỉnh sửa xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt độ trong suốt. Cuối cùng, chọn một trong các giá trị có sẵn từ 0.1 đến 1. Sử dụng để làm mờ ảnh và nhìn xuyên qua được ảnh, độ trong suốt sẽ tùy theo mức độ bạn cài đặt, càng nhỏ thì ảnh sẽ càng mờ. Sao chép thuộc tính. Sử dụng để sao chép thuộc tính của một hình ảnh này cho nhiều hình ảnh khác. Đầu tiên, nhấp chọn vào hình ảnh gốc muốn sao chép đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt sao chép thuộc tính với các lựa chọn kích thước, vị trí, màu nền hoặc tất cả thuộc tính. Tiếp tục, chọn hình ảnh cần sao chép thuộc tính từ hình ảnh gốc đã được tạo trên giao diện thiết kế. Cuối cùng, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt dán thuộc tính để dán những thuộc tính mà bạn vừa sao chép. Tạo đối tượng phim hình cho bài giảng trên EduLine. Thêm phim hình từ kho mẫu. Để thêm phim hình từ kho mẫu vào thiết kế, bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên, từ bảng công cụ bên trái, hãy nhấp vào phim hình. Nếu tùy chọn không có ở đó, hãy chọn vào thẻ thêm và mở công cụ phim hình. Sau đó, chọn vào mục EduLine để nhận các gợi ý từ kho hình ảnh của hệ thống. Để tìm các hình ảnh phù hợp với nhu cầu sử dụng, bạn hãy nhập từ khóa trên thanh tìm kiếm hoặc nhấp vào đề xuất bộ lọc bên dưới thanh tìm kiếm để tìm theo chủ đề và thể loại. Cuối cùng, để thêm hình ảnh vào thiết kế, hãy nhấp vào hình ảnh đó. Để tải lên phim hình từ máy tính cá nhân, bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên, từ bảng công cụ bên trái, hãy nhấp vào thẻ tải lên. Sau đó, bạn hãy chọn vào mục phim hình. Tiếp tục, bấm chọn vào nút tải lên. Cuối cùng, chọn những hình ảnh bạn muốn sử dụng từ máy tính của bạn. Hình ảnh khi tải lên sẽ được tự động đưa vào giao diện thiết kế. Để nhân bản phim hình trên thiết kế, bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên, chọn vào một phim hình có trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút nhân bản đối tượng. Sau khi nhân bản, thì hệ thống sẽ tạo ra một phim hình mới giống hoàn toàn với bản gốc. Để xóa phim hình, bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên, nhấp chọn vào phim hình đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút xóa. Hành động này không thể hoàn tác, bạn hãy cân nhắc kỹ trước khi thao tác. Cài đặt cho đối tượng phim hình trên EduLine. Độ trong suốt. Đầu tiên, nhấp vào chọn phim hình đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ chỉnh sửa xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào ô cài đặt trong suốt. Cuối cùng,
chọn một trong các giá trị có sẵn từ 0.1 đến 1. Sử dụng để làm mờ ảnh và nhìn xuyên qua được ảnh, độ trong suốt sẽ tùy theo mức độ bạn cài đặt. Càng nhỏ thì phim hình sẽ càng mờ. Sao chép thuộc tính. Sử dụng để sao chép thuộc tính của một phim hình này cho một hay nhiều phim hình khác. Đầu tiên, nhấp chọn vào hình gốc muốn sao chép đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên. Bạn hãy chọn vào cài đặt sao chép thuộc tính với các lựa chọn kích thước, vị trí, màu nền hoặc tất cả thuộc tính. Tiếp tục, nhấp chọn vào phim hình cần sao chép thuộc tính từ phim hình gốc đã được tạo trên giao diện thiết kế. Cuối cùng, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt dán thuộc tính để dán những thuộc tính mà bạn vừa sao chép. Cách thêm video YouTube vào thiết kế cho bài giảng trên nền tảng Edulite. Đầu tiên, từ bảng công cụ bên trái, hãy nhấp vào thẻ YouTube. Nếu tuyển chọn không có ở đó, hãy nhấp vào thẻ thêm và mở công cụ YouTube. Sau đó, nhập video từ các gợi ý của YouTube cho bạn nếu những hình đó phù hợp. Để tìm các video cụ thể phù hợp với nhu cầu sử dụng, bạn hãy nhập từ khóa trên thanh tìm kiếm để tìm video mà bạn muốn sử dụng. Cuối cùng, thêm video vào thiết kế, hãy nhấp vào video đó. Bạn sẽ cần có mạng khi chỉnh chiếu để phát video từ YouTube. Edulite, nghiêm hóa bài giảng, siêu đơn giản. Sự đột phá trong công nghệ giáo dục với công nghệ game hóa nội dung trên nền web. Kho tài nguyên đa phương tiện phong phú, hơn 1.000 template game hóa, hơn 200... Độ trong suốt. Đầu tiên, chọn vào video đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ chỉnh sửa xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt độ trong suốt. Cuối cùng, chọn một trong các giá trị có sẵn từ 0.1 đến 1. Sử dụng để làm mờ video và nhìn xuyên qua được video, độ trong suốt sẽ tùy theo mức độ bạn cài đặt. Càng nhỏ thì video sẽ càng mờ. Sao chép thuộc tính. Sử dụng để sao chép thuộc tính của một video này cho một hay nhiều video khác. Đầu tiên, nhấp chuột vào video gốc muốn sao chép đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt sao chép thuộc tính với các lựa chọn kích thước, vị trí, màu nền, màu chữ, màu đường viền, cài đặt phông chữ hoặc tất cả các thuộc tính. Tiếp tục, nhấp chọn vào video cần sao chép thuộc tính từ video gốc đã được tạo trên giao diện thiết kế. Cuối cùng, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt dán thuộc tính để dán những thuộc tính mà bạn vừa sao chép. Cách tải video từ máy tính cá nhân trên nền tảng Edulite. Đầu tiên, từ bảng công cụ bên trái, hãy nhấp vào thẻ tải lên. Nếu tuyển chọn không có ở đó, hãy nhập vào thẻ thêm và mở công cụ tải lên. Sau đó, bạn hãy chọn vào mục video, tiếp tục bấm chọn vào nút tải lên. Cuối cùng, chọn những video mà bạn muốn sử dụng từ máy tính của bạn. Video khi tải lên sẽ được tự động đưa vào giao diện thiết kế. Suốt. Đầu tiên, nhấp chọn vào video đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ chỉnh sửa xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt độ trong suốt. Cuối cùng, chọn một trong các giá trị có sẵn từ 0.1 đến 1. Sử dụng để làm mờ video và nhìn xuyên được qua video, độ trong suốt sẽ tùy thuộc vào mức độ bạn cài đặt, càng nhỏ thì video sẽ càng mờ. Sao chép thuộc tính. Sử dụng để sao chép thuộc tính của một video này cho một hay nhiều video khác. Đầu tiên, nhấp chọn vào video gốc muốn sao chép đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt sao chép thuộc tính với các lựa chọn kích thước, vị trí, màu nền, phông chữ, màu đường viền, cài đặt phông chữ hoặc tất cả thuộc tính. Tiếp tục, nhấp chọn vào video cần sao chép thuộc tính từ video gốc đã được tạo trên giao diện thiết kế. Cuối cùng, từ thanh công cụ xuất hiện ở trên, bạn hãy chọn vào cài đặt dán thuộc tính để dán những thuộc tính mà bạn vừa sao chép. Cách tải audio từ máy tính cá nhân lên Edulite. Đầu tiên, từ bảng công cụ bên trái, hãy nhấp vào thẻ tải lên. Nếu tuyển chọn không có ở đó, hãy chọn vào thẻ thêm và mở công cụ tải lên. Sau đó, bạn hãy chọn vào mục audio. Tiếp tục, bấm chọn vào nút tải lên. Cuối cùng, chọn những audio mà bạn muốn sử dụng từ máy tính của bạn. Audio khi tải lên sẽ tự động được đưa vào giao diện thiết kế.
giới thiệu chức năng làm mới và hoàn tất trên nền tảng EduLine. Giới thiệu chức năng làm mới. Độ trong suốt. Đầu tiên, nhấp chọn vào audio đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt độ trong suốt. Cuối cùng, chọn một trong các giá trị có sẵn từ 0.1 đến 1. Sử dụng để làm mờ audio và nhìn xuyên được qua audio, độ trong suốt sẽ tùy theo mức độ bạn cài đặt, càng nhỏ sẽ càng mờ. Sao chép thuộc tính. Sử dụng để sao chép thuộc tính của một audio này cho một hay nhiều audio khác. Đầu tiên, nhấp chọn vào audio gốc muốn sao chép đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt sao chép thuộc tính với các lựa chọn kích thước, vị trí, màu nền, màu chữ, màu đường viền, cài đặt phông chữ hoặc tất cả thuộc tính. Tiếp tục, nhấp chọn vào audio cần sao chép thuộc tính từ audio gốc đã được tạo trên giao diện thiết kế. Cuối cùng, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt dán thuộc tính để dán những thuộc tính mà bạn vừa sao chép. Tạo bitmap cho bài giảng trên nền tảng EduLine. Đầu tiên, từ công cụ bên trái, hãy nhấp vào thẻ My Map. Nếu tùy chọn không có ở đó, hãy nhập vào thẻ thêm và mở công cụ My Map. Sau đó, chọn vào các mẫu My Map có sẵn hệ thống đã gợi ý. Sau khi thêm My Map vào thiết kế, thì bạn có thể thêm các nhánh, thay đổi dữ liệu, thêm hình ảnh vào các nhánh. Tạo biểu đồ cho bài giảng trên EduLine. Đầu tiên, từ bảng công cụ bên trái, hãy nhấp vào thẻ biểu đồ. Nếu tùy chọn không có ở đó, hãy chọn vào thẻ thêm và mở công cụ biểu đồ. Sau đó, chọn vào các mẫu biểu đồ có sẵn hệ thống đã gợi ý. Sau khi bạn thêm biểu đồ vào thiết kế, thì bạn có thể tăng giảm cột, hàng, thay đổi dữ liệu. Để cài đặt dữ liệu cho biểu đồ, bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên, nhấp chọn vào biểu đồ đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút cài đặt dữ liệu biểu đồ. Tiếp tục, chọn nút chỉnh sửa trên giao diện. Cuối cùng, tăng giảm cột, hàng hoặc thay đổi dữ liệu theo nhu cầu sử dụng. Giờ bạn đã có thể nhanh chóng tạo một dữ liệu bảng từ các mẫu có sẵn của EduLine. Giới thiệu công cụ Component trên nền tảng EduLine. Trên nền tảng EduLine, Component là đối tượng đóng gói sẵn với công nghệ phức tạp để bạn có thể dễ dàng sử dụng, tiện lợi. Ví dụ như các nhân vật đi, đứng, nói, cười, bộ câu hỏi. Để thực hiện tạo đối tượng Component, bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn sau. Đầu tiên, từ bảng công cụ bên trái, hãy nhấp vào thẻ Component. Nếu tùy chọn không có ở đó, hãy chọn vào thẻ thêm và mở công cụ Component. Sau đó, lựa chọn một Component phù hợp với mong muốn của bạn. Mẹo nhỏ, sử dụng kèm với công cụ Timeline tại mục cài đặt để sử dụng các Component nhân vật. Giới thiệu công cụ bảng hoạt động trên nền tảng EduLine. Trên nền tảng EduLine, bảng hoạt động là công cụ phát triển nội dung tương tác với ngôn ngữ lập trình tự nhiên dành cho đối tượng no-code, là đối tượng không có kiến thức về công nghệ lập trình. Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh, phát triển nội dung tương tác một cách đơn giản với giao diện thân thiện. Từ các câu lệnh có sẵn trên bảng hoạt động, bạn hãy kết hợp các câu lệnh với nhau để tạo ra một nội dung tương tác hấp dẫn. Hiện bảng chỉnh sửa mở rộng trên EduLine. Trên nền tảng EduLine, với mỗi đối tượng trên đều có công cụ chỉnh sửa mở rộng với nhiều chỉnh sửa nâng cao. Để mở công cụ chỉnh sửa của một đối tượng thì bạn có hai cách. Bạn hãy làm theo hướng dẫn sau để mở. Cách 1. Đầu tiên, chọn vào đối tượng cần chỉnh sửa. Sau đó, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào biểu tượng mũi tên phía cuối thanh công cụ. Giờ bạn có thể tùy chọn các định dạng chỉnh sửa theo nhu cầu. Cách 2. Đầu tiên, chọn vào đối tượng cần chỉnh sửa. Sau đó, bấm vào nút chuột phải để mở nhanh công cụ chỉnh sửa mở rộng. Giờ bạn có thể tùy chọn các định dạng chỉnh sửa theo nhu cầu. Sử dụng tính năng chỉnh sửa mở rộng trên EduLine. Trên nền tảng EduLine, bạn có thể chỉnh sửa các đối tượng với những lựa chọn chỉnh sửa sau. Thuộc tính cơ bản gồm các cài đặt chung như đặt tên, thay đổi vị trí, thay đổi kích thước, ghim đối tượng, các thuộc tính cơ bản đã áp dụng cho toàn bộ đối tượng.
Kiểu chữ gồm các khe đặt về phong cách, kích cỡ, giãn cách lề và định dạng cho đối tượng văn bản. Cài đặt kiểu chữ áp dụng cho đối tượng văn bản, hình khối, hình vẽ dạng hình khối. Kiểu cách gồm các cài đặt về màu sắc cho đối tượng như màu nền, màu chữ, đường viền, độ trong suốt của đối tượng. Tùy từng đối tượng mà các thông tin cài đặt kiểu cách ít nhiều khác nhau. Nhân bản thuộc tính đối tượng là hành động sao chép của một đối tượng này cho một đối tượng khác với các lựa chọn kích thước, vị trí, màu sắc. Thanh trượt là các cài đặt thuộc tính đặc biệt cho đối tượng thanh trượt với các lựa chọn kích thước, màu sắc và kiểu cách đặc biệt cho con trỏ kéo và thanh trượt. Thuộc tính quỹ đạo là cài đặt thuộc tính đặc biệt cho đối tượng quỹ đạo với các lựa chọn tên, thay đổi kích thước, vị trí. Thuộc tính vùng là cài đặt thuộc tính đặc biệt cho đối tượng vùng với lựa chọn cài đặt đường viền cho đường vùng. Hình ảnh là cài đặt cho phép bạn thay thế hình ảnh mới lập tức vào khung của hình ảnh cũ từ kho ảnh của Eduline hoặc từ máy tính cá nhân của bạn. Phim hình là cài đặt cho phép bạn thêm, sửa, xóa các trạng thái hình ảnh trong phim hình và cài đặt định dạng cho phim hình. Căn chỉnh hình ảnh là cài đặt cho phép bạn căn chỉnh hình ảnh trong khung hình. Khi khung hình to hơn hình ảnh, bạn có thể căn ảnh vào các góc hoặc căn ảnh vào chính giữa. Cài đặt này thường áp dụng cho phim hình có khung hình to, nhưng các hình ảnh bên trong nhỏ hơn. Thuộc tính nhóm là cài đặt liên kết với cài đặt thuộc tính nhiều đối tượng. Khi bạn chọn nhiều đối tượng, thì bạn có thể căn chỉnh lề cho nhiều đối tượng cùng lúc hoặc gộp nhiều đối tượng thành một nhóm đối tượng. Khi đã gộp nhóm đối tượng, thì sẽ hiển thị thuộc tính nhóm tại mục chỉnh sửa mở rộng để tách các nhóm đối tượng. Thuộc tính biểu đồ là cài đặt thuộc tính đặc biệt cho đối tượng biểu đồ với lựa chọn thay đổi tiêu đề, cỡ chữ, phạm vi. Component là cài đặt thuộc tính đặc biệt cho đối tượng component. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn nâng cao để áp dụng component vào đối tượng soạn giảng của bạn. Thuộc tính tùy chỉnh là cài đặt thuộc tính nâng cao. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn nâng cao để sử dụng. Chúc bạn thao tác thành công! Eduline.